Xin chào tất cả quý vị và các bạn, tôi là Mạnh Ô Tô. Và trong rất nhiều những cái clip lần trước và cũng có rất nhiều bạn mong muốn tôi làm về những cái dòng xe khác nhau. Và hôm nay tôi sẽ lại xin chia sẻ với các quý vị và các bạn và đối với cái dòng xe mà nó sang nhưng mà giá tiền nó ít. Thì trong khoảng thời gian trước thì có rất nhiều bạn nó mong muốn tôi làm về những cái dòng xe ví dụ như khoảng 250 trở lại hoặc là 240 trở lại, 230 trở lại. Thì mua những dòng xe gì? Thì đối với dòng 230 trở lại chúng ta có thể mua được Ghost, có thể mua được Morning, có thể mua được Lacetti, cũng có thể mua được Ford Mazda, cũng có thể mua được Ford Ranger. Và bên cạnh nữa đó thì đó là một cái dòng nữa, đó là dòng Focus. Thì cái dòng Focus này thì bản chất của nó đời nó cao hơn và là xe của Mỹ, xe sang hơn. Thì đối với cái dòng xe Focus này đời 2007 này thì nó cũng có bóng khí, cũng có ABS và không gian nó cũng rất là đẹp. Thì đối với cái dòng mà Focus ấy thì nó có cái điều gì đặc biệt hơn đối với những dòng xe kia? Thì cái dòng xe Focus này thì nó là, nếu để so với những dòng xe Lacetti hoặc là Ghentra thì nó cũng có một phần nổi trội hơn, đó là nó là xe thương hiệu, cho nên là nó đi nó sẽ đỡ ồn hơn và để đi thì nó tốt hơn. Vậy thì chúng ta lựa chọn cái dòng xe này như thế nào? Thì đối với cái dòng xe này thì nó là dòng xe cao cấp, cho nên chúng ta cũng phải lựa chọn cái nội thất, lựa chọn cái không gian, lựa chọn cái máy, lựa chọn toàn bộ thân xe làm sao cho nó thật tốt để chúng ta đi thì nó ổn định hơn. Thì đối với dòng xe Focus này thì nó cũng có nhiều những cái giá khác nhau ở trên thị trường. Nó có thể 240, nó có thể 260, có thể 270, thậm chí 220, 230 và thậm chí là 190, 200 cũng có. Thì đối với dòng xe lỗi thì giá nó rẻ hơn, đối với dòng xe mà nó tốt thì giá đắt hơn một chút. Nhưng chúng ta sẽ đi vào chi tiết đối với dòng xe này, chúng ta phải cần phải kiểm tra những cái gì. Thì bản chất của dòng Focus này thì vô lăng nó giống với lại cái dòng xe mà Ford 16 ghế đời 2004-05 mà có loại Ford nóc cao ấy. Và cơ bản hệ thống đèn cũng bật như vậy, vô lăng cũng kiểu như vậy và hệ thống điều hòa cũng như vậy. Thì theo tôi nghĩ, theo tôi cái sự phán đoán của tôi thì khi mà va vấp vào nhiều thì tôi đoán rằng là người ta cái vô lăng của cái dòng xe Ford 16 ghế mà đời khoảng 2004-05-06-07 gì đó thì người ta 311 và 313 16 ghế thì người ta đã đăng hệ thống công tắc và hệ thống đèn đèn chiếu sáng đi ban đêm thì có thể là nó đã lấy của cái dòng xe đó sang bên này. Thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết thử xem là đối với cái dòng xe này là cái dòng xe nó mới tinh và nó rất hiếm nhưng nó cũng ít trên thị trường. Cho nên đây là phải một số những cái người mà hiểu về cái dòng xe này và phải có kỹ năng về dòng xe này thì người ta mới đi tìm cái dòng xe này người ta mua. Thì Focus thì nó cũng có thêm đó là số sàn và số tự động và đời form 2007-08 trở lên thì form nó khác nhau và 2009-10 form khác nhau, 2007-08 form nó giống nhau. Đối với dòng xe mà tôi gọi là người ta gọi là dòng sedan ấy thì là nó dòng xe kiểu như thế thì nó sẽ khác một chút. Thì chúng ta sẽ, tôi sẽ chỉ cho các bạn biết là cái dòng xe này nó như thế nào. Thì dòng xe bên này, dòng này thì nó cũng là bóng khí. Đây là nội thất. Thì cái vô lăng của nó giống với dòng xe Ford bây giờ. Và đây là một con xe này thì nó chỉ có một bóng thôi, một bóng khí. Đây là hệ thống điều hòa. Khóa thì nó giống với lại khóa của xe Ford Mac, xe Ford đời 16 ghế bây giờ. Đó, đây một số những núm gạt mưa, tôi nhớ là một số những cái nấc gạt mưa này. Y xì của dòng xe kia, bô lăng cũng là bốn chấu kiểu như vậy. Củ số, nhưng mà cái củ số này của dòng xe 16 ghế thì nằm ở đây, củ số này nằm ở đây nhưng mà tôi thấy cái quả số này giống. Đây hệ thống đèn bật chiếu sáng này. Đó, thì khi bật đèn này nó báo ấy. Thì chân của con xe này, nội thất của con xe này nó khá là đẹp. Nó là dòng xe thương hiệu, cho nên là cái nội thất, và các bạn nhìn thấy nội thất và không gian của nó rất là đẹp. Vì vậy cho nên là nếu như để mà cái lựa chọn cái tầm khoảng 200, hơn 200 thì chúng ta cũng có thể lựa chọn thêm cái dòng xe này để chúng ta đi thì nó sẽ tốt hơn. Thì đối với dòng xe này thì nội thất trần phèo và không gian nó cũng khá là đẹp và để mà đi thì nó nhìn nó khá là sang. Đây hệ thống cốp này, để nước này, nó có 2-3 loại cốp khác nhau đó. Thì để điện thoại, cốp để điện thoại này, cốp để giấy tờ này, để nước này, đây là chỗ để nước đó. Thì là
đài và không gian, còn xe này xe một bóng. Thì đối với cái dòng xe này thì chúng để chúng ta lựa chọn để cho các bạn xem máy luôn, thì nó chỉ có khoảng tầm 230 triệu đủ về. Nếu mà tuyển con xe đẹp thì đi cũng được. Đây là hệ thống máy, nhưng chúng ta phải tuyển những con xe mà máy móc cầm vệ nó tốt thì chúng ta đi đèn đó nó rất là sáng đó. Tất nhiên là cái dòng xe Focus này thì nó là cái dòng xe form xe, thì nó không được thể hiện là trên hình dáng, là nó không được đẹp lắm. Nhưng mà về la răng, về phần nội thất thì nó cũng khá đẹp. Và phần máy này, máy thì hoàn toàn là kim phun điện tử, phun xăng điện tử hết rồi. Đó, kia là phần hộp đen giáp với phần máy. Thế đây là một con xe mà Focus tầm tiền như vậy thì các bạn hoàn toàn cũng có thể là lựa chọn để đi. Chúng ta xem cái phần cốp này, mở cốp bằng sau. Thì đây là một con xe mà nó cũng là đã sơn lại rồi, nhưng mà cái keo chỉ zin thì các bạn biết được rằng là chúng ta phải lựa chọn thì cái nội thất nó đẹp vậy thì cái keo chỉ zin thì nó như này. Thì chúng ta đều phải lựa chọn. Đây chúng ta bấm lên. Đấy, cái keo chỉ của con này thì cái keo dòng Focus thì nó to hơn. Thì nhưng nó to hơn đối với cái dòng xe mà bình thường. Keo nó giống với keo của dòng Toyota. Chúng ta cũng đều phải lựa chọn hộp sa lông. Đây là một con xe này, xe nó sơn lại, nó tổng thành cả xe rồi, nên từ nẹp kính trở xuống rồi thì chúng ta cũng không tránh được đâu. Nếu mà chúng ta mua thì chúng ta cũng không thể tránh được là cái dòng xe. Có nhiều người cứ bảo là xe sơn lại rồi thì nó khó, nhưng mà sơn lại cũng không sao cả, miễn là nó còn đẹp là được. Thì có những con xe đời 2011, 2012 thì cũng đã sơn lại rồi, nhưng mà đây là đời 2007, 2008 chúng ta cũng tránh lại được. Nhưng ta sơn lại thì nó đẹp hơn, đã sơn quay rồi. Thì đây cái hệ thống đèn của dòng Focus này thì nó, chúng ta nhìn này, hệ thống khoang cốp bằng sau này. Đấy, thì nó toàn bộ nó bằng nỉ hết. Và đây thì đây là chỉ dành cho những con xe này mà là này kêu thụt. Đấy thì đây là những con xe mà chúng ta phải nên nhớ rằng là dành cho những người mà thích chơi những dòng xe sang mà ít tiền thì chúng ta có thể lựa chọn được. Đó là cái video mà tôi chia sẻ với quý vị và các bạn biết. Đây là hộp sa lông ABS thì nó bốn bánh, nó là phanh đĩa hết rồi, cốp đít tổng thành là xe. Đấy thì chúng ta muốn mà lựa chọn cái dòng xe nó tốt nhất ấy thì chúng ta phải biết về nó và phải tìm hiểu về nó kỹ càng. Cho nên là đối với dòng xe mà mong muốn mà chúng ta mà muốn hiểu thật sâu thì dần dần tôi sẽ làm, tôi sẽ chia sẻ và quý vị các bạn cứ vào những cái video clip mà tôi làm thì các bạn sẽ dần dần thì mỗi một cái con xe thì nó có một cái kỹ năng khác nhau xem để xem, và mỗi một con xe thì nó có cần nó sẽ có những cái thứ mà tôi chỉ nó chi tiết. Thì các bạn cứ xem và để xem tổng thành, xem hết cái video đó. Mà nếu chúng ta mà có thêm cái kỹ năng đi xem bên ngoài thì chúng ta cũng gần trở thành một người là hoàn toàn có thể tuyệt vời về xem xe rồi. Thì qua đó thì tôi cũng nên là để số điện thoại bên dưới, thì quý vị và các bạn có thể là gọi điện cho tôi có thể tư vấn cho bạn hoàn toàn miễn phí từ lúc 7 giờ sáng đến 12 giờ trưa và từ lúc 2 giờ chiều cho đến 7 giờ tối. Thì tôi có thêm hai trang fanpage, đó là ô tô Lê Mạnh và Mạnh Ô Tô. Thì mạnh.com, các bạn có thể vào đó nhắn tin và đăng ký vào mail. Thì thời gian tới tôi sẽ làm một vài những video, tôi chỉ để những đường link và bí mật vào trong mail thôi. Thì vừa rồi tôi đã làm rồi đấy, và cũng có khá nhiều bạn đã từng nhận được cái đường link đó và đã vào xem những video bí mật rồi. Thì hôm nay tôi cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn ấy, thì tôi sẽ có thêm hai cái trang hoàn toàn bí mật và có những cái video bí mật.
và tôi khẳng định nhá là không có trên, bởi vì trên YouTube là hoàn toàn miễn phí, nhưng mà trong mail và trong cái một vài những cái đường link của một vài cái kênh khác, một vài những cái trang khác thì tôi chỉ để đường link thôi. Các bạn có thể vào đó, kích vào đường link thì nó sẽ hiện ra một cái form đăng ký hoặc một vài cái gì đó, thì các bạn đăng ký vào đó thì các bạn sẽ được xem một vài những cái video đặc biệt và hoàn toàn ở trong đó. Thì tôi sẽ làm ở đó, thì các bạn có thể vào đó đăng ký nếu bạn nào cảm thấy thực sự cần thiết thì vào đó đăng ký. Và nếu bạn thấy hay thì hãy nhớ đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem, và để có những video tiếp theo mà nó hay hơn nữa và nó chi tiết hơn nữa, thì các bạn có ý tưởng gì thì hãy comment ở bên dưới những video này và mong muốn tôi làm, nhắn comment bên dưới thì tôi dựa vào đó thì tôi sẽ làm những video mà nó chất lượng và nó tốt nhất để lần sau. Và cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những video clip lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.